Đúng 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, năm con giáp lấy rổ hứng tiền, giàu sang chạm nóc, tiền về chật ví. Hoan hỷ chào đón quý vị đã đến với chuyên mục Tử Vi Năm trên kênh Tử Vi Việt. Vâng, thưa quý vị thân mến, cuộc sống giống như một chuyến phiêu lưu, chúng ta sẽ luôn trải qua những thăng trầm và nếm đủ mọi vị cay đắng, mặn ngọt của cuộc đời. Một số thử thách và khổ nạn xuất hiện trong cuộc sống này có vẻ như những thảm họa, nhưng thực chất đó có thể là may mắn khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hạnh phúc chính là điều mà ai cũng muốn hướng tới. Sau những đau khổ và chướng ngại vật trước mắt, chúng ta sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại và tự hào về nỗ lực của bản thân hơn. Mới đây nhất, các bậc thầy tiên tri đã bất ngờ hé lộ, trong số 12 con giáp, có duy nhất 5 con giáp sau khi vượt qua khổ nạn sẽ gặt hái được thành công. Đúng 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 5 con giáp hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp. Đây sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ sự nghiệp, vận mệnh đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới. Thời điểm 3 ngày cuối tháng 9 âm được coi như là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Vậy, vận trình của năm tuổi này đúng 3 ngày cuối tháng 9 âm sẽ ra sao? Tất cả sẽ được Tử Vi Việt bật mí ngay sau đây. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Tuổi Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý định chê bai, họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận điều đó. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Khi làm việc, người tuổi Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế, trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Nam giới tuổi Dậu có vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là những người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ tiền bạc, địa vị của mình. Tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn khéo nói của mình. Họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc, sự cố chấp, bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn, tuổi Dậu tự xây dựng niềm tin cho mình để vượt qua gian nan, thử thách. Họ cần có sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực cho chính mình. Những người này sống tự lập và hiếm khi nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác. 3 ngày cuối tháng 9 âm, con giáp tuổi Dậu sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong khi nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền. Dịch bệnh vừa qua không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn thu của những con giáp này. Bản mệnh biết cách xoay sở để giữ cho nguồn thu ổn định. Ngoài năng lực thì không thể phủ nhận sự may mắn của con giáp này vì bạn không phải cắt giảm lương thưởng hay nghỉ việc không lương. Tuổi Dậu thậm chí có thêm nhiều khoản tiền rủng rỉnh nhờ việc buôn bán. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm năng vượng vận đúng 3 ngày cuối tháng 9.
1. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. 3 ngày cuối tháng 9 âm, người làm kinh doanh sẽ mang về được một khoản lợi nhuận kha khá nhờ tài ăn nói khéo léo của bản thân. Kỷ Dậu kính trên nhường dưới, tôn trọng những lão làng trong công việc và biết cách lấy lòng đồng nghiệp, nên khi gặp khó khăn, ắt sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Thiên tài soi sáng cho đường tài vận của con giáp này, nếu có ý định đầu tư hay làm một việc gì đó cần đến khoản tiền lớn, thì đây là 3 ngày tốt để bạn tiến hành. Một số người sẽ được lộc của con cái đem cho hoặc có tin vui về tiền bạc trong ngày này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, con số may mắn 78, 37, 48. 2. Tuổi Thân Dậu, sinh năm 1981. Chính tài đem tới cơ hội kiếm tiền cho Thân Dậu. Nếu được xếp giao cho nhiệm vụ mới, bạn đừng ngại, hãy mạnh dạn đón nhận và cống hiến vì nó. Thời gian tới, bạn sẽ có tiền thưởng. Khuyên bạn nên đầu tư cho việc học hành hoặc công việc. Đừng chần chừ vì đây chính là khoản đầu tư có lời nhất ở thời điểm này. Chuyện tình cảm có chút xô xát, cãi vã, khiến cả hai đều mệt mỏi vì những vấn đề còn con. Phụ nữ mới sinh hoặc đang mang thai nên tìm người nói chuyện và tâm sự với chồng nhiều hơn để tránh vấn đề trầm cảm sau sinh, bởi tính bạn cực kỳ nhạy cảm và hay suy nghĩ linh tinh. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tí, Thân, con số may mắn 44, 65, 79. 3. Tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993. Sau quãng thời gian vật lộn với khó khăn, nhiều người nói ra nói vào về bạn, nhưng 3 ngày cuối tháng 9 âm xin được chúc mừng, vì cuối cùng thì Quý Dậu cũng đã có những thành tựu mới mẻ. Ngoài ra, nếu đang đi tìm việc, bạn sẽ nhận được một cơ hội tuyệt vời hoặc được quý nhân mách bảo để tránh được công ty xấu. Thực thần tương trợ cho Quý Dậu ăn nên làm ra trong 3 ngày này. Công việc làm ăn có thể sinh lời, giúp bạn có lãi lớn hoặc ký kết được hợp đồng béo bở, khiến nhiều người ghét bạn đứng ngồi không yên. Sống có tâm thì không sợ trời phụ, cứ làm ăn chân chính, bạn sẽ có lộc lá dồi dào. Ngũ hành mộc sinh hỏa giúp đường tình duyên của Quý Dậu nở hoa khi mà bạn có thể tìm được người vừa ý, được người thương quan tâm bất ngờ. Đôi khi nhiều việc quá, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết ngày, nhưng may mắn thay, bạn có con cái là động lực lớn nhất để bươn trải ngoài xã hội. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi, con số may mắn 05, 82, 16. Vị trí thứ 2, xin chúc mừng tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là con rắn và xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng 12 con giáp. Người tuổi Tỵ sở hữu tinh thần ham học hỏi, khá khôn khéo và có phần ưa thích mạo hiểm. Họ sống khá khép kín và có tính bảo thủ. Tuổi Tỵ sống khá thẳng thắn và thật thà, tinh thần làm việc rất chăm chỉ, cần cù. Những người tuổi Tỵ có đầu óc khá nhạy bén, tư duy nhanh nhạy, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với tầm nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng đưa ra những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường để có thể xác định được phương hướng phát triển phù hợp. Người tuổi Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng. Trong công việc, họ tập trung cao độ, có ý chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Tỵ không hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận, sáng tạo. Rắn khôn ngoan và kiên nhẫn, biết cách quan sát và chờ đợi. Vậy nên, người tuổi Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh và bảo thủ, bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những thay đổi của cuộc đời. Trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Tỵ luôn có một sự hồ nghi, cảnh giác.
Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối lạnh lùng, chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc cãi vã nặng lời. Người tuổi Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình. Họ thường không quan tâm người khác nghĩ gì, họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng, thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm, hay ghen, chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng tuổi Tỵ cũng có một số nhược điểm như không kiên định với lập trường và mục tiêu đã đề ra, khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. 3 ngày cuối tháng 9, người tuổi Tỵ có khả năng được thăng quan tiến chức, những dự định bấy lâu ấp ủ đều thực hiện được. Tiền tiêu không hết, không những được đồng nghiệp yêu thương mà sếp cũng trọng dụng. Những người tuổi Tỵ có vận may tài lộc rực rỡ, họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, mọi việc đều thuận lợi ngoài mong đợi. Đây cũng là thời cơ giúp con giáp này khám phá những năng lực tiềm tàng của bản thân, càng gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tỵ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày cuối tháng 9. 1. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tam hợp cục soi sáng giúp Ất Tỵ mạnh mẽ và kiên cường hơn trong công việc. Đây là thời gian đẹp của Ất Tỵ, hợp với những bạn muốn khai trương, sang nhượng mặt bằng hoặc nhập hàng, mở rộng hợp tác làm ăn. Cuối ngày có chút trục trặc xảy ra nhưng nhờ quý nhân giúp đỡ nên bạn sẽ vượt qua nhẹ nhàng. Đường tiền bạc nhờ có thiên tài dẫn lối nên con giáp này cũng không phải suy nghĩ nhiều làm gì cả. Bạn có sẵn lộc làm ăn rồi, cứ thế mà tiến tới, chăm chỉ cày cuốc sẽ ra thành quả. Nhiều người may mắn hơn sẽ trúng xổ số hoặc được người khác trả lại của rơi tưởng chừng đã bị mất. Chuyện tình cảm cũng không có gì phải lo lắng khi người ấy luôn chung thủy với bạn. Đừng ghen tuông linh tinh, các cặp vợ chồng có ý định kiếm thêm thành viên mới trong thời gian tới thì hãy lên kế hoạch bồi bổ ngay từ bây giờ, cơ hội đang đến rất gần. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, con số may mắn 83, 14, 55. 2. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Chính quan đem tới sự thành công và niềm vui cho các bạn tuổi Đinh Tỵ trong công việc. Đinh Tỵ là con giáp hiền lành được quý nhân phù trợ, nhất là trong công việc. Nhờ vậy, giảm thiểu rủi ro cực lớn. Những dự án đầu tư của bạn đang đi đúng hướng. Điều này mang lại cho bạn lợi nhuận bình ổn, tâm trạng được cải thiện hơn hẳn. Tuy nhiên, một số người đang lợi dụng lòng tốt của tuổi Đinh Tỵ để mượn đồ, vay tiền nhiều lần, khuyên bạn nên tránh né và tỏ thái độ khó chịu để họ còn biết ý. Đường tình duyên, con giáp này gặp ngũ hành mộc kim tương khắc nên hãy bình tĩnh hơn trong các cuộc tranh luận với cha mẹ. Họ chỉ muốn tốt cho bạn nhưng cách thể hiện còn chưa khéo nên khiến bạn khó chịu, hãy thông cảm nhé. Người nào còn mâu thuẫn với nửa kia thì cần xem lại bản thân mình, là bạn đa nghi và nóng nảy quá rồi đó. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ, con số may mắn 34, 03, 67. 3. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Kỷ Tỵ cực kỳ may mắn khi có lục hợp cục đến để trợ lực trong chuyện làm ăn, buôn may bán đắt, hợp tác thuận lợi. Một vài điều không hay ập đến với bạn, nhưng đừng bi quan vì những cú sốc này chính là bước đổi mới cho cuộc đời bạn, giúp bạn bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Chính tài báo tin rằng có thể thời gian tới đây bạn có cơ hội được tăng lương đó, nên cứ nỗ lực hết mình. Đừng ngại cống hiến, dẫu người khác có gièm pha ra sao. Nếu có thời gian hãy mạnh dạn mua sắm vài món đồ cho bản thân. Bạn sẽ thấy rằng đôi khi hưởng thụ một mình cũng rất thú vị. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
một tia sáng mới sẽ chiếu vào cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Mong con cái đừng nản lòng nhé. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, tím, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, còn số may mắn 59, 97, 36. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi ngọ. Tuổi ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp. Họ rộng rãi, hào phóng, giỏi đối đáp, ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, cởi mở, dí dỏm lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không chịu mang sự ràng buộc vào bất cứ điều gì, thích làm việc theo sở thích hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán. Tính khí nóng nảy, khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, xong cũng hết giận rất nhanh. Con giáp này thường khá bốc đồng, không chịu nổi những gì tẻ nhạt, dập khuôn, có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Cá tính đa biến, thích mới nới cũ, thường tỏ ra hiếu kỳ mãnh liệt trước bất kỳ công việc mới mẻ nào. Người tuổi ngọ thích các hoạt động rèn luyện về trí tuệ và thể chất. Ngọ cử chỉ nhanh nhẹn, tư thế tào nhã và cách nói năng từ tốn, phản ứng rất nhanh, quyết đoán kịp thời. Ngọ ưa hoạt động, có biệt tài tính toán nhanh như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề, sẽ thiếu những suy nghĩ chín chắn nên bỏ lỡ những cơ hội tốt. Có khả năng đảm nhiệm nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình. Vì thế, họ có thể bị kiệt quệ sức lực tinh thần lẫn thể xác. Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng riêng, quan tâm xem người khác nghĩ gì và giỏi tránh né vấn đề. Đôi khi họ kém kiên nhẫn và dễ nổi nóng, dù rằng họ chẳng mấy khi thủ án ai. Do cá tính thẳng thắn nên có chuyện gì hay bộc lộ ngay. Họ không thích những ai tính tình thăng trầm, lắm mưu mẹo. Họ thích sống vui vẻ, lạc quan yêu đời, có chí tiến thủ, hết mình trong công việc, nhiệt tình thân ái trong quan hệ. Ở họ luôn bùng lên một sức sống tươi trẻ, khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái. Họ cũng là người có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh, có giác quan thứ 6 nhạy bén, vui vẻ hòa đồng. Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt. Mặc dù hơi thất thường, họ luôn là người thân, người yêu, người bạn chân thành và đáng tin cậy. 3 ngày cuối tháng 9 âm, người tuổi ngọ sẽ vô cùng may mắn, bởi bạn đi đến đâu cũng có thần tài bám gót, nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc, tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng trong sự nghiệp và tình duyên. Đặc biệt với những người tuổi ngọ còn đang làm nghề buôn bán, kinh doanh, sẽ gặp được những người bạn tốt, mang tới cho bạn những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi ngọ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày cuối tháng 9. 1. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi 3 ngày cuối tháng 9 âm, thấy có chính ấn chiếu mệnh, khen ngợi Bính Ngọ là người có tương lai tốt với tố chất thông minh và sự chăm chỉ, có tâm của mình trong công việc. Bản thân bạn là người có năng khiếu, biết sáng tạo và hài hước, nên luôn gây được ấn tượng với mọi người, đặc biệt là những người làm ở vị trí cao. Tam hợp trợ vận cho thấy tình hình tài chính rất ổn. Đây là thời điểm khá tốt để bạn có thể tính chuyện du lịch hay mua sắm cho bản thân và gia đình. Bính Ngọ sống độc lập và giỏi kiếm tiền, nên chẳng ai dám đả động đến cách tiêu tiền của bạn. Thời điểm đẹp này, ai có ý định mua xe, xem nhà hoặc mua đất thì nên triển khai sớm. Những hồi ức đẹp góp phần giúp bạn được chữa lành tâm hồn. Bạn làm được khá nhiều việc tốt và được nhiều người khen ngợi. Hãy tự hào về điều đó. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, dần. Con số may mắn 46, 68, 73. 2. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chính ấn trợ mệnh, người tuổi Mậu Ngọ làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân trong 3 ngày cuối tháng 9 âm.
Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, giúp công việc càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thổ vượng cho thấy trong 3 ngày này, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ cay nóng hoặc ăn quá nhiều dầu mỡ. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Con số may mắn 85, 22, 49. 3. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Theo tử vi 3 ngày cuối tháng 9 âm của 12 con giáp, mộc khắc thổ cho thấy người tuổi Canh Ngọ thường đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, nên quan hệ vợ chồng thường khá lạnh nhạt. Bản mệnh nên biết trân trọng những gì mình đang có và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Chính tài nâng đỡ, đường tài lộc của bản mệnh khá sáng. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, bạn nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ Mão, Tuất, Hợi. Con số may mắn 35, 70, 59. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng tuổi Mão. Là những người có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đôi khi người tuổi Mão lại gặp khó khăn trong công việc vì lập trường không vững vàng. Họ có thể dễ bị lay động bởi người khác. Khi đã tin tưởng ai, người sinh năm Mão dễ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người đó. Nếu mất đi chỗ dựa, họ thường cảm thấy bị tổn thương, chán nản. Bù lại, người tuổi Mão rất hiền lành, nhân hậu. Họ có niềm tin vào phần thiện trong mỗi con người. Những người tuổi Mão rất đáng mến, nhưng họ cũng nên cảnh giác với việc bị kẻ xấu lừa gạt. Trong cuộc sống và công việc, người tuổi Mão rất xem trọng chữ tín và kỳ vọng nhiều vào đối tác. Họ sống có nghĩa khí và coi trọng sự công bằng. Tính cách thích sự minh bạch cũng là đặc điểm của những người mệnh kim bạch kim, thứ kim loại tinh khiết nhất. Vì sự trung thực nên đôi khi người tuổi Mão có thể bị kẻ tiểu nhân đố kỵ và hãm hại. Đây cũng là cơ hội để họ vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn. Người tuổi Mão rất giàu tình cảm, tuy nhiên do tính cách có đôi chút bảo thủ nên họ có thể khó chủ động thể hiện tình cảm với đối phương. Họ thường sống nội tâm và khá rụt rè trong chuyện tình cảm. Lời khuyên của người tuổi Mão là hãy mạnh dạn hơn để tìm kiếm nửa kia của mình. Những người tuổi Mão được cho là thường sinh ra trong gia đình êm ấm, hòa thuận. Họ được gia đình yêu thương và hưởng sự giáo dục tốt. Đến tuổi trung niên, người tuổi Mão có thể gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn. Họ cũng có thể gặp được quý nhân phù trợ trong việc buôn bán, làm ăn. Tuy nhiên, người tuổi Mão vẫn phải dốc sức lao động chứ không thể ỷ lại vào may mắn. Những người tuổi Mão thường thích sống an phận, không nhiều tham vọng. Điều này khiến cuộc sống của họ có phần an nhàn hơn những con giáp còn lại. Mặc dù tài vận không phát triển quá rực rỡ, nhưng người tuổi Mão vẫn có mái ấm đủ đầy và không phải lo lắng quá về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Lời khuyên cho người tuổi Mão là không nên hoang phí và sa vào những thú vui xa xỉ. Nếu chăm chỉ làm việc, họ có thể dễ dàng có được cuộc sống dư giả, không phải lo nghĩ về cái ăn, cái mặc. Nếu may mắn gặp được đại quý nhân, cuộc đời họ còn có thể phất như diều gặp gió. Mão là con giáp thông minh, hoạt bát và không ngừng nỗ lực vươn lên để sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Có nhà, có xe, có tiền tỷ trong tài khoản, nhưng con giáp giàu có này chưa bao giờ ngừng cố gắng. Họ chăm chỉ làm việc, sống hết mình và nhiệt thành nên ngày càng hưng thịnh. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp. Làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền nên đây chính là phúc phần của con giáp giàu sang này có được. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày cuối tháng 9. 1. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thiên tài chiếu mệnh
người tuổi Quý Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, bạn có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống. Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó, chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong 3 ngày này, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần, đồng thời xuất hành vào giờ Hoàng Đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi, con số may mắn 69, 27, 73. 2. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi 3 ngày cuối tháng 9 âm của 12 con giáp, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Ất Mão nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Sự chủ động cũng giúp bạn không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai. Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, bạn không ngại tiếp xúc với những khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Hỏa sinh thổ, bạn và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc ôn lại những kỷ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, vàng, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất, con số may mắn 11, 56, 99. 3. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tam hội xuất hiện báo hiệu 3 ngày cuối tháng 9 âm đầy may mắn với người tuổi Đinh Mão. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Có thể bạn sẽ còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại nữa. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ, con số may mắn 80, 29, 15. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Thân. Tuổi Thân nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hay hành động vội vàng. Nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Tuổi Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, tuổi Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, người tuổi Thân vị trí của họ trong xã hội đã được xác định. Dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Không chỉ thông minh và đa tài, người tuổi Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng. Sự sáng tạo linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp người tuổi Thân thành công trong công việc. Bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Tuổi Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác. Tuổi Thân sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa, vì thế họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa. Những người sinh năm Thân thường hướng về gia đình, đặc biệt là phụ nữ tuổi Thân. Họ biết cách chăm sóc gia đình, họ cũng sẵn sàng bảo vệ người thân và bạn bè. Phụ nữ tuổi Thân rất giỏi xử lý công việc gia đình, làm hậu phương vững chắc để chồng mình có thể dốc lòng phát triển sự nghiệp. Phụ nữ tuổi Thân là người mẹ hiền, dâu thảo, cũng là người mẹ sẵn sàng cho con cái nền tảng giáo dục tốt nhất. Cũng chính vì đức tính hy sinh như vậy,
phụ nữ tuổi Thân cần đồng hành với một người chồng có tính cách phù hợp với mình. Nếu không hợp nhau thì sẽ có nhiều điều đáng tiếc. Thân là người ngay thẳng, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên họ được rất nhiều người quý mến, thương yêu, hỗ trợ hết lòng trong cuộc sống, sự nghiệp. Dù phải nằm gai nếm mật thì sau ngưỡng 30, con giáp may mắn này sẽ thành công ngoài mong đợi. Sách Tử Vi có nói, 3 ngày cuối tháng 9 âm, con giáp tuổi Thân sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật, cứ thế đổi đời là những thành quả mà tuổi Thân xứng đáng nhận được. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Thân may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày cuối tháng 9. 1. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Thực thần che chở, người tuổi Bính Thân làm đầu tư kinh doanh, nhận được khoản thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi do đôi bên tin tưởng và hợp tác ăn ý với nhau. Người làm nghề tự do cũng dần dần tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường. Vì thế, dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt thì bạn cũng không cảm thấy quá lo lắng. Càng ngày, bạn càng mở rộng được mối quan hệ của mình với khách hàng, đối tác. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mùi, con số may mắn 78, 41, 04. 2. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Thiên tài như là cứu cánh của con giáp tuổi Mậu Thân trong lúc khó khăn, nhờ ai đó cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho bạn có được thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ổn định, việc ăn uống điều độ, ăn đủ, không quá nhiều sẽ có tác dụng khi bạn cảm nhận rõ sự khỏe khoắn của cơ thể. Hơn nữa, bạn cũng có động lực hơn trong việc tập luyện nên lúc này chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Mùi, Thìn, con số may mắn 25, 97, 66. 3. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Thiên ấn che chở, người tuổi Canh Thân có thể đạt được thành tích tốt trong việc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. 3 ngày cuối tháng 9 âm còn là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Chắc hẳn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá trong tương lai. Trong 3 ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi làm việc đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất, con số may mắn 40, 75, 38.